Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Kinh Doanh nha. Thì hôm nay em Phong có mặt tại khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh để giới thiệu đến anh chị một bất động sản cực kỳ lý tưởng nằm tại con đường bê tông này nha. Thì hướng này là hướng đi ra đường Cách Mạng 8. Từ đây đi ra đường Cách Mạng 8 chỉ 150m thôi, nó gần hết quý anh chị. Và bất động sản chúng ta là nằm ở đây nha quý anh chị. Đó. Thì bất động sản chúng ta có diện tích là ngang 6m hết quý anh chị. Đó. Thì căn nhà này sau này sẽ đập bỏ. Em Phong chỉ bán đất, không bán nhà ha. À. Và từ đây đi ra trung tâm Vincom rất là gần hả quý anh chị. Tại này là khu phố của khu phố 1 phường 4 rồi. Nó là trung tâm của thành phố Tây Ninh hả quý anh chị. Thì từ đây chúng ta đi ra Vincom chỉ mất đâu đó khoảng 3 km thôi, rất là gần luôn. Và những tiện ích xung quanh đây là đầy đủ hết. Và đặc biệt là từ đây chúng ta đi ra trường TDC, trường tiêu chuẩn quốc tế. Thì đâu đó chỉ khoảng 500 m thôi, rất là gần ha. Đây đi ngoài đó cực kỳ gần luôn. Đó, một vị trí vô cùng đắc địa hả quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị có thấy đất thì đã bằng mặt đường ha. Đó, rất là cao ráo. Thì từ cái trụ rào đó chúng ta đo qua đây là 6m. Đó quý anh chị. Đất nằm tại khu khu vực phường 1. Đó. Đấy. Thì quý anh chị có thể thấy xa xa ngoài kia đó là con đường nhựa, thì con đường nó sẽ nối thông giữa đường Cách Mạng 8 và đường nhánh của TDC hả quý anh chị. Đó. Và sau đây em Phong sẽ gửi đến quý anh chị cái chích lục của miếng đất này ha. Thì đây quý anh chị có thể thấy đây là một con, trước mắt chúng ta đây là một cái chích lục ha. Con đường bê tông của chúng ta là 5m và chiều ngang của miếng đất là 6m ha. Và chiều dài của miếng đất là một cạnh là 15m6 và một cạnh là 16m ha quý anh chị. Và ở phía sau cũng là 6m luôn, đất chúng ta dung dứt không có bị tấp hậu ha quý anh chị. Đó. Thì đây quý anh chị có thể thấy đất là full thổ cư rồi. Đất này đất full thổ cư, full OLT hả quý anh chị. À. Đấy, thì vừa rồi em Phong đã cho quý anh chị xem cái chích lục của miếng đất này ha. Với chiều dài cực kỳ lý tưởng. Đó là 16m ha. Và chiều ngang là 6m. Nằm tại con đường bê tông của khu phố 1, phường 4 hả quý anh chị. Đó. Một vị trí vô cùng đắc địa tại trung tâm thành phố luôn. Mọi tiện ích xung quanh đây rất là nhiều hả quý anh chị. Và đặc biệt sau lưng cái nhà lầu đó là đường Nguyễn Trãi, là con đường ăn uống của thành phố Tây Ninh hết quý anh chị. Thì xin mời quý anh chị hãy theo chân em Phong đi ra đường Cách Mạng 8 để xem mật độ dân cư ở đây như thế nào và những tiện ích xung quanh là có gì hết quý anh chị. Và với miếng đất này thì em Phong bán với giá là 1 tỷ 650 triệu hết quý anh chị. Đó, thì quý anh chị mến bất động sản này có thể liên hệ với em Phong theo số điện thoại là 0839 666 736. Ha. Và số đó cũng là số hotline của em Phong luôn, có sử dụng Zalo, anh chị có thể kết bạn Zalo để em Phong gửi thông tin chi tiết về miếng đất này cho quý anh chị xem ha. Thì xin mời quý anh chị theo chân em Phong, chúng ta đi ra đường Cách Mạng 8 cũng như là đường Nguyễn Trãi để xem cái mật độ dân cư và những tiện ích xung quanh nó như thế nào hết quý anh chị. Thì từ bất động sản này em Phong sẽ đi ra đường Cách Mạng 8 để cho quý anh chị xem cái mặt độ dân cư của khu vực này hả quý anh chị. Thì đây, nếu chúng ta theo hướng này, chúng ta theo quẹo trái á, thì sẽ đi ra đường TTC hả quý anh chị. Đó, đi ra đường TTC ở ngoài đó, đó là trường tiêu chuẩn quốc tế ha. Còn bây giờ em Phong sẽ quẹo phải. Đấy, quý anh chị có thể thấy dân cư khu này rất là đông đúc ha, rất là an ninh luôn. Đây quý anh chị, khu vực này là khu vực trung tâm của thành phố hả quý anh chị. Đây là đất của khu phố 1 phường 4 hả quý anh chị. Thì đây trước mặt chúng ta đây là đường Nguyễn Trãi nha quý anh chị, được một con đường mệnh danh là khu phố ăn chơi hả quý anh chị. Đó. Có tất cả các dịch vụ ăn uống đầy đủ hả quý anh chị. Đó. Thì hướng này sẽ là hướng đi ra đường Cách Mạng 8 hả quý anh chị. Thì đây quý anh chị có thể thấy trước mặt chúng ta đây là một cái điện máy xanh cũng như là thế giới di động ha, nằm tại mặt đường của Nguyễn Trãi và Cách Mạng 8 ấy quý anh chị. À. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái để đi ra hướng của thành phố Tây Ninh cũng như là Vincom nha. Thì khu này là khu trung tâm thành phố, nó là mật độ dân cư và xe cộ rất là đông đúc hết quý anh chị. Và em Phong xin được nhắc lại diện tích của miếng đất của chúng ta, đó là chiều ngang là 6m và chiều dài là một cạnh là 15m và một cạnh là 16m hết quý anh chị. Ở phía sau vẫn là 6m, đất chúng ta là
hậu là bằng nhau, không có bị tớp hậu nha quý anh chị, đầu rít bằng nhau hết ha. Bạn Phong bán với đất cái chữ trị giá 1.650 tỷ thôi nha quý anh chị. À, rất là rẻ, rất tại trung tâm thành phố luôn, có diện tích cực kỳ rộng ha, ngang 6m dài 16m, rất là hợp lý để chúng ta, rất là phù hợp để chúng ta xây nhà ở ha. Các anh chị nào mà ở Sài Gòn lên đến thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh mà lên đến Tây Ninh thì đâu đó chỉ mất khoảng 80 km thôi nha quý anh chị. À, cũng như là ở Đức Hòa Long An lên đến đây chỉ với khoảng 75 km thôi. Và anh chị nào ở Thủ Dầu Một Bình Dương đi qua đây thì cũng chỉ mất đâu đó 80 km thôi anh chị. À, rất là gần ha. Có một chỉ với 1.650 tỷ là chúng ta là có một bất động sản nằm tại khu vực thành phố Tây Ninh luôn ha. Rất là rẻ ha quý anh chị. Anh chị nào yêu mến bất động sản này có thể liên hệ với số điện thoại của em là 0839666736 và có thể kết bạn Zalo với số đó, em Phong sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý anh chị theo số tay đó nha. Và anh chị nào có đất cần bán cũng như là có nhà cần cho thuê thì tất cả các bất động sản ở Tây Ninh, tất cả khu vực Tây Ninh thì em Phong đều nhận quay video hoàn toàn miễn phí hết. Anh chị nào có những miếng nào cần bán, cần cho thuê thì có liên hệ, thì có thể liên hệ với em Phong theo số điện thoại là 0839666736 hết quý anh chị. Và thì video của em Phong đến đây là hết. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em Phong. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở với quý anh chị với những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý anh chị ạ.